Bài số 2. Cho m bằng 1 phần 2 nhân 3 phần 4 nhân 5 phần 6 nhân 99 phần 100 và n bằng 2 phần 3 nhân 4 phần 5 nhân 6 phần 7 nhân vân vân 100 phần 101. Tính tích m nhân n. Vậy để tính tích m nhân n thì ta viết biểu thức m này nhân n ta có này. M n sẽ bằng 1 phần 2 nhân 3 phần 4 nhân 5 phần 6 nhân vân vân nhân 99 phần 100. Đây là biểu thức m này. Nhân với n 2 phần 3 nhân 4 phần 5 nhân 6 phần 7 nhân vân vân 100 phần 101. Đến đây ta thực hiện phép nhân phân số. Nhân 3 nhân 5 nhân vân vân nhân 99 này. Nhân 2 nhân 4 nhân 6 nhân vân vân nhân 100. Bằng 1 nhân 3 nhân 5 nhân vân vân nhân đến 99 này. Cái thứ hai là 2 nhân 4 nhân 6 nhân vân vân nhân 100. Trên 2 nhân 4 nhân 6 nhân vân vân nhân 100 thì mẫu số thứ nhất. Mẫu số thứ hai là 3 nhân 5 nhân 7 vân vân nhân 101. Trên tử số 1 nhân 3 nhân 5 nhân 99. Đây là các số tự nhiên liên tiếp, các số tự nhiên lẻ liên tiếp từ 1 đến 99. Còn đây là các số tự nhiên chẵn liên tiếp từ 2 đến 100. Như vậy, ta sẽ có là 1 nhân 2 nhân 3 nhân 4 nhân vân vân nhân 99 nhân 100. Chính là tích của 100 số tự nhiên đầu tiên. Tương tự như vậy ở mẫu cũng vậy. Bên này thế này. Đây là tích của các số tự nhiên lẻ liên tiếp từ 3 đến 101, cũng có nghĩa là từ 1 đến 101. Và đây là tích các số chẵn liên tiếp từ 2 đến 100. Như vậy ta có thể viết là bằng 1 nhân 2 nhân 3 nhân 4 nhân vân vân. Cuối cùng là 100 nhân 101. Như vậy đến đây ta chia cả tử và mẫu cho cái phần trên tử này. Như vậy trên tử còn 1 và mẫu còn 101. Như vậy tích m nhân n bằng 1 phần 101. Bài số 3. Cho a bằng 1 trên 3 mũ 2 cộng 1 trên 4 mũ 2 cộng 1 trên 5 mũ 2 cộng vân vân cộng 1 trên 10 mũ 2. Chứng minh rằng a lớn hơn 8 phần 33 và nhỏ hơn 2 phần 5. Trước hết ta chứng minh a lớn hơn 8 phần 33. Sau đó ta chứng minh a nhỏ hơn 2 phần 5. Thì ta biết là 1 trên 3 mũ 2. Ta so sánh 1 trên 3 mũ 2 với 1 trên 3 nhân 4. 1 trên 3 mũ 2 tức là 1 phần 9. Như vậy 1 phần 9 thì lớn hơn 1 phần 12. Như vậy 1 trên 3 mũ 2 lớn hơn 1 trên 3 nhân 4 này. Tương tự thì 1 trên 4 mũ 2 ta biết được sẽ lớn hơn là 1 trên, đây là 3 nhân 4 thì đây là 4 nhân với 5. Tương tự như vậy thì 1 trên 10 mũ 2 sẽ lớn hơn 1 trên 10
nhân với 11. Như vậy thì ta có này. A sẽ lớn hơn 1. 1 trên 3 mũ 2 sẽ lớn hơn 1 trên 3 nhân 4 này. 1 trên 4 mũ 2 sẽ lớn hơn 1 trên 4 nhân 5. Và 1 trên 5 mũ 2 sẽ lớn hơn 1 trên 5 nhân với 6 cộng vân vân. 1 trên 10 mũ 2 sẽ lớn hơn 1 trên 10 nhân với 11. Tức là A sẽ lớn hơn. Cái này áp dụng công thức vừa học thì ta sẽ có là A sẽ lớn hơn 1 phần 3. Biến đổi tương tự thì ta ghi kết quả là 1 phần 3 trừ đi 1 phần 11. Thực hiện phép trừ này. 11 nhân với 1, mẫu chung là 33. Như vậy ta nhân đây 11 sẽ thành 11 phần 33 trừ đi 1 phần xin lỗi, trừ đi 3 phần 33. Như vậy ta sẽ có là A sẽ lớn hơn 8 phần 33. Như vậy ta chứng minh được ý thứ nhất là A lớn hơn 8 phần 33. Tiếp theo ta chứng minh A nhỏ hơn 2 phần 5. Thì tương tự như vậy, ta viết mỗi số hạng của A này, mỗi số hạng của A này sẽ nhỏ hơn một cái phân số mà có tử cũng là 1, nhưng mẫu số lại nhỏ hơn 3 mũ 2. Ở đây nhỏ hơn 3 mũ 2 là 2 nhân với 3. Tương tự 1 trên 4 mũ 2 sẽ nhỏ hơn 1 trên 3 nhân 4 cộng 1 trên 4 nhân 5 cộng vân vân. Cộng 1 trên 9 nhân với 10. A sẽ nhỏ hơn. Tương tự ta sẽ có là 1 phần 2 trừ 1 phần 3 cộng 1 phần 3 trừ 1 phần 4 vân vân. Cộng 1 phần 9 trừ 1 phần 10. Như vậy cuối cùng sẽ là 1 phần 2 trừ đi 1 phần 10. 1 phần 2 trừ 1 phần 10 sẽ là bằng 2 phần 10 trừ đi 1 phần 10. À chuyên, xin lỗi, nhân 5. 5 phần 10 trừ đi 1 phần 10 và bằng 4 phần 10. 4 phần 10 chia cả tử mẫu cho 2, ta có 2 phần 5. Như vậy ta chứng minh được A lớn hơn 8 phần 33 và nhỏ hơn 2 phần 5.